Xin chào tất cả mọi người. Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của X97. Và mình là Cường X. Dạo gần đây thì có rất là nhiều bạn inbox hỏi cho mình là các bạn ấy có nên mua dao VCT mới hay không? Hay là lên chờ dao Xeno Hunter? Sẵn tiện đây thì mình là người đã được sở hữu cả hai con dao cùng một lúc, thì mình sẽ làm một bài review để giữa hai con dao cho các bạn để phải phân vân nhá. Đầu tiên là về ngoại hình. Lưỡi dao của con VCT Login thì sẽ được làm bằng chất liệu đó là thép Damascus. Nên là các bạn có thể thấy được rằng đó là những đường vân của dòng thép Damascus ở trên con dao này là cực kỳ đẹp. Và ở dưới cùng sẽ là một lưỡi dao có thể thay đổi màu sắc theo cái màu sắc mà các bạn chọn ở trên con dao này. Đối với bản thân mình thì thiết kế của dao VCT Login lần này khá là đẹp và mình khá là ưng, chỉ có điều đó là lưỡi dao lại được thiết kế khá là giống con dao default. Có lẽ vì cái sự hơi giống nhau này mà có thể nhiều bạn sẽ không thích con dao này lắm. Còn đâu về con Xeno Blade thì hầu như nó chả có gì đặc biệt cả, nhưng bù lại lại có thiết kế trông nó rất là góc cạnh và vô cùng nam tính, cầm vào trông rất chi là mạnh mẽ và sắc bén. Tiếp theo là về phần đuôi dao của con VCT thì nó sẽ được khảm bằng ngọc, trông rất là đẹp. Ở giữa còn có thêm logo của giải đấu VCT nữa, cho nên là nhìn rất là chiến. Ở cuối cùng thì cũng có thêm một cái lỗ tròn để cho các bạn có thể nhét ngón tay vào, trông khá giống con Kunai ở trong một bộ phim nào đó. Còn về thiết kế cán dao của con Xeno Blade thì nó chỉ được làm bằng nhựa thôi, nhưng bù lại thì nó có màu xanh của tảo, của nó trông rất là quân đội và thiết kế của nó trông rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ kiểu vậy. Về mặt hiệu ứng thì đây sẽ là phần quan trọng nhất khiến cho anh em có quyết định, đó là rút ví của mình ra đầu tư hay không. Nhìn sơ qua thôi thì giữa con VCT cùng với cả Xeno thì các bạn đều có thể cảm nhận rằng đó là nó chẳng có gì khác nhau cả. Điều mà các bạn sẽ thấy rõ ràng nhất sự khác biệt giữa hai con dao này đó chính là khi các bạn sử dụng hoạt ảnh trên con VCT thì nó sẽ có thêm một cái đường viền hiệu ứng giống như những con dao dạng như kiểu Carbide River. Và khi các bạn bấm xem dao thì logo của VCT cùng với cả đường rãnh trên con dao nó sẽ phát sáng lên, nhìn cũng khá là bắt mắt đấy chứ. Nhưng mà theo trải nghiệm của cá nhân tôi ấy, thì tại vì nó không có hiệu ứng cho nên tôi cảm thấy được rằng con Xeno Blade khi mà cái cách mà nó rút ra và nó chém ấy, nó nhanh hơn và lực hơn hẳn so với con VCT. Còn đối với VCT thì nó sẽ rất phù hợp cho những ông nào mà thích múa, tại vì hiệu ứng của nó đẹp mà, và đặc biệt là làm những clip kiểu dạng như thế này. Một điểm cộng cho con dao VCT Login đó chính là nó có hiệu ứng aura khá là giống với cả Butterfly Champion cùng với cả Carbide Champion, cũng như là nó có thể đổi qua đổi lại giữa 4 màu khác nhau để giúp cho bạn có thể sử dụng con dao này mà không bao giờ nhàm chán. Tại vì khi mà các bạn chán các bạn có thể đổi màu khác. Bản thân tôi thì tôi định mua cả 4 màu ấy, mỗi tội là tôi không có tiền. Cho nên là còn về mức giá đó là chỉ với 3.550 VP, hoặc các bạn có thể mở ra được ở trong chợ đêm, thì theo tôi thấy đây là một mức giá cực kỳ tốt để giúp cho bạn nào có kinh phí thấp cũng có thể mua được một con dao để về múa các thứ cho nó sướng ấy. Cứ như tôi này, nhịn ăn sáng đều đặn hàng ngày là được. Đối với dao VCT thì đây là một con dao với phiên bản giới hạn và sẽ không được bày bán về sau. Chính vì vậy thì cái giá trị sưu tập của nó là vô cùng lớn, với cái giá chỉ 5.440 VP cộng với cả những cái hiệu ứng mà nó đem lại, đổi màu các thứ, thì tôi thấy đây là một cái giá hoàn toàn hợp lý giúp cho các bạn có những đam mê thích sưu tập những con dao thì các bạn nên mua nhá. Và cuối cùng để tổng kết lại thì chúng ta có thể thấy được đó là dao Xeno Blade giá cả thì rất là phải chăng, ngoại hình đơn giản góc cạnh, hoạt ảnh thì rất nhanh và mượt. Phía bên kia thì dao VCT Login hiệu ứng rất đẹp, ngoại hình thì sang chảnh, cực tinh tế, có thể đổi màu dao theo cách mà các bạn muốn. Đặc biệt hơn thì giá cả có thể nhỉnh hơn một chút, nhưng đây là skin limited mà, cho nên là khi các bạn mua về sở hữu thì chắc chắn là sẽ làm gia tăng lên cái giá trị của bộ sưu tập trong tài khoản của các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn vẫn đang xem clip đến tận giờ phút này. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn trong tương lai, và nhớ theo dõi kênh YouTube của mình cùng với cả fanpage của mình nhé. Bắn có thể không hay nhưng mà dao thì phải múa. Thế nhá.